tức là lòng tốt mà thiếu trí tuệ thì nó không đi được xa. Giúp người bằng những bài học đạo đức là tốt nhưng nó không đi được xa. Muốn mang điều gì đó đi xa, buộc phải có tầm nhìn. Tầm nhìn chính là trí tuệ. Buộc phải có hiểu biết. Chủ đề ngày hôm nay là 4 cách giúp người làm sao cho hiệu quả, hay còn gọi là 4 cách làm thiện nguyện. 4 cách làm thiện nguyện. Chúng ta mới để ý là đâu đó chúng ta giúp bằng tiền và vật chất. Tại sao tiền và vật chất tôi gọi là thân gần? Vì tiền nó nuôi thân là chính. Và nó gần tức là sao? Rút ra cho được ngay. Bạn nào đó cần 5 triệu rút ra cho nó 5 triệu được ngay. Bạn nào cần đói quá cần ăn, rủ nó đi ăn, đãi nó tô phở được ngay. Nên tôi gọi là thân gần. Còn thân xa là cái nghề. Cái nghề nó giúp thân, nuôi thân một cách bền vững nên gọi là thân xa. Một cách lâu dài gọi là thân xa, này thân gần. Hai cái này nó nuôi thân là chính thôi. Nên nhiều người vẫn cứ ngây thơ bảo là tôi giúp bạn tôi được một cái nghề là nghĩ công lao mình to lắm. Mới nuôi thân thôi, tâm nó không có phát triển. Ở đây chúng ta để ý nhiều người có cái nghề tốt nhưng tâm tính xấu dần đi, có không? Nghề thì ngon lành nhưng tâm tính xấu dần đi. Làm quan là nghề có ngon lành không? Vậy tại sao quan tham nhiều thế? Quan tham và quan thanh liêm lượng nào đông? Quan tham đông 99%. Quan thanh liêm có 1%. Đời nào cũng thế, không phải đời này đâu. Đời nào cũng thế. Các bạn xem phim Bao Công thì biết. Quan thanh liêm tìm khó. Nên cái thân gần và cái thân xa, tức là tiền bạc và nghề nghiệp, tôi gọi đó là phương tiện. Phương tiện. Nói nông dân chữ phương tiện gọi là bánh mì. Vậy bánh mì không đủ, nhân cách đâu, thức ăn của tâm đâu. Đây mới là thức ăn của thân thôi. Thức ăn của tâm đâu? Tâm nó ở trên này này. Thức ăn của tâm tức là cách giáo dục làm sao cho đúng cách. Thì cái này rất ít người để ý. Làm sao chúng ta lồng được cái này vào thì cái này mới tuyệt vời. Nên các bạn để ý là khi các bạn đến một cái xóm nghèo, các bạn cho họ 100-200 phần quà, rồi năm sau đến đó, xóm nó giàu chưa? Xóm nó có tốt đẹp lên chưa? Chưa. Tâm tính xóm đó như cũ, nghèo cũng như cũ. Vậy 200 phần quà của mình hình như không hiệu quả, đúng không? Xong năm sau mình lại lọ mọ đi thêm 100-200 phần quà nữa. Xong năm sau nữa xuống, cái xóm đó hình như nó nghèo hơn. Vì nó ỷ lại mà, nó nghèo hơn. Vậy hình như mình đang tạo phước hay tạo tội? Tạo phước là mình phải giúp cho họ tiến bộ. Bây giờ mình giúp họ một hồi, họ thụt lùi. Vậy tạo phước hay tạo tội? Nhìn sâu đi, tạo tội không phải tạo phước đâu. Giúp người không đơn giản thế. Cho đi là tốt, nhưng cho đi là tốt cho mình thôi. Còn họ, các bạn cho đi thì tâm gì? Tâm thiện của mình được khởi sinh, rất tốt. Nhưng họ nhận thì tâm tham của họ khởi sinh, tâm ỷ lại của họ khởi sinh. Và nếu các bạn cứ cho đi lại nhiều lần, thì từ đó họ nghiện được nhận. Họ nghiện được liệt vào hộ nghèo. Vì cứ hộ nghèo thì một năm được nhận đến 3-4 lần. Thế là họ biến thành hộ nghèo bền vững. Đấy, thấy chưa? Phải hết sức cẩn thận. Tôi lấy một cái kịch bản, 4 cái kịch bản này tôi kể cho các anh chị nghe một câu chuyện. Tôi là một người Anh từ miền Tây lên trên Sài Gòn, đậu đại học rồi ra trường đi làm. Vì mình chịu khó học hỏi nên chỉ có vài năm mình làm trưởng phòng một cái doanh nghiệp, lương được 10 mấy triệu. Mỗi một lần về miền Tây, thằng em nó thi rớt đại học, nó ngửa tay bảo anh cho em 500.000, các bạn cho không? Cho chứ, vẫn là giúp người mà. Tiền vật chất vẫn là giúp người à, vẫn phải giúp nó. Tháng thứ hai về quê nó lại bảo anh cho em 500.000. Mình bắt đầu có vấn đề rồi, bắt đầu suy nghĩ rồi, đúng không? Tháng thứ ba về, nó xin 500.000. Các bạn quyết định không cho nữa.
Không cho nữa, nó bảo gì? Anh không thương em. Anh kiếm được 15-20 triệu mà không thương thằng em. Anh thương ai có thương em đâu. Các bạn bị người ta lý luận như này không trả lời được, đúng không? Hầu hết là như thế đấy. Nên cho họ tiền, nó thỏa mãn ngay, nhưng nó cũng gây nghiện và không giúp họ tiến bộ. Thế là mình mới dựng lên một cái kịch bản thứ hai. Tháng thứ tư về, không cho nó tiền nữa. Tháng thứ tư về bảo, tao dắt mày lên trên huyện học nghề sửa xe Honda. Tao đóng cho mày một năm 20 triệu, không có cho 500 nghìn nữa. Đóng luôn cho nó 20 triệu, cho nó học. Gửi nó cho cái ông thợ sửa xe nổi tiếng của cái trung tâm dạy nghề đấy. Biếu thêm cho cái ông thợ đó. Ông thợ cả cho thêm ông 2 triệu, bảo anh kèm thằng em của em cho nó kỹ. May mà thằng em của mình nó ngoan, nên nó chịu khó nó học hỏi. Để rồi một năm sau nó ra trường, nó tốt nghiệp, nó trở thành người thợ sửa xe tốt nhất cái trung tâm đấy. Để rồi 3 năm sau nó mở một tiệm xe riêng. 5 năm sau nó mở cái tiệm thứ hai. 7 năm sau nó mở cái tiệm thứ ba. Dưới tay nó 40-50 nhân viên của ba cái tiệm sửa xe. Mỗi một tháng nó kiếm được 60-100 triệu tiền lời bỏ túi. Lúc này nó lấy vợ rồi đẻ con. Để rồi 10 năm sau nó tự hào nó là người thành đạt. Và cứ thứ bảy chủ nhật là nó đi chơi đàn đúng bồ bịch. Vợ ở nhà chỉ có mỗi nhiệm vụ nuôi con thôi. Mở cửa muộn là nó đấm cho sưng mắt. Nó bảo mày ở nhà có mỗi nuôi con mà mở cửa còn muộn, nó đánh cho sưng mắt. Thế là vợ con thường xuyên bị bạo hành. Vợ con nó khóc lóc điện thoại cho ba mẹ. Ba mẹ mình cũng là người ở quê nên khuyên nó không nghe. Điện thoại lên cho thằng anh, bảo con về đi, ngày xưa con giúp nó thì bây giờ con giúp nó lần nữa. Mình chạy xe về quê gặp nó, khuyên nhủ nó. Nó lấy tay nó chỉ vào mặt mình, nó bảo tôi nói cho anh biết, ngày xưa anh giúp tôi cảm ơn. Nhưng bây giờ tôi thuê được anh có tin không? Bây giờ tiền tôi làm ra tôi thuê được 5 thằng như anh có tin không? Nên bây giờ anh không có cửa. Lúc nào anh làm ra nhiều tiền hơn tôi thì về đây khuyên tôi. Các bạn thấy chưa? Các bạn nghĩ là cho nó cái nghề mà ngon sao? Chưa chắc cả. Cái này là cái chết, chết của cả thế giới đó. Thế giới hì hụi đi làm cái này đấy. Tức là sao? Tức là mình muốn khuyên nó về cái gì? Thằng anh muốn nói chuyện nó trên nền tảng của đạo đức, còn nó nói chuyện thằng anh trên nền tảng của tiền bạc. Các bạn thấy chưa? Khác hệ quy chiếu, không nói chuyện được. Trong đầu của hai người mà vênh hệ quy chiếu là thua, vênh hệ tư tưởng là thua, không giải quyết được. Vậy là thằng anh, may mà thằng anh rất cao thủ. Sau 10 năm cái máy, ngày xưa cái máy tua thời gian nó còn. Thằng anh bấm một nút tua ngược về 10 năm. Khởi động lại kế hoạch 3, không kế hoạch 2 nữa, lên kế hoạch 3. Cũng cho nó vài trăm nghìn, cũng dắt nó đi học nghề, nhưng kỳ này bồi cho nó thêm 20 quyển hạt giống tâm hồn mới trích cân xúc bắt nó đọc. Kẹp vào, bắt đầu biết cách kẹp giáo dục vào rồi, thấy chưa? Nói mày học ở đó một năm, anh cho mày thêm mỗi tháng 1 triệu. Với điều kiện là một tháng phải đọc được 2 quyển sách thì sẽ có 1 triệu tiền lương. Lương do đọc sách mà có. Tháng nào mình cũng phải về thăm nó, ngồi với nó nguyên ngày thứ bảy chủ nhật, ngồi kèm nó cách đọc sách. Vì nó lười, cho tiền nó vẫn lười đọc, khỏi kèm nó. Để rồi một năm trôi qua, nó tự nhiên nó thích đọc sách. Hạt giống tâm hồn quá dễ đọc, toàn chuyện ngắn ngắn ấy. Sau đó nó cảm thấy ồ, cái điều này tốt. Và thế là tự động nó ý thức, nó mua những cái quyển sách kiểu hạt giống tâm hồn về nó đọc. Tâm tính nó tốt dần lên. Để rồi 10 năm sau, nó trở thành một người chủ doanh nghiệp, cũng có 3 tiệm sửa xe, cũng có vợ, cũng có con, mỗi một tháng cũng bỏ túi 60-100 triệu. Và lúc này nó là người có đạo đức, biết sống tốt. Nhưng vì mình chỉ hướng dẫn nó theo trích cân xúc thôi, theo hạt giống tâm hồn thôi, nên nó chỉ giúp được ba mẹ hai họ cùng với vợ con thôi.
Còn người ngoài mà nhờ là nó lười giúp lắm. Nó bảo người ngoài chuyện của xã hội không phải chuyện của em. Em là tốt nhất xóm này rồi. Dòng tộc là em lo cho hai họ là tốt nhất rồi. Anh đừng bắt em tốt hơn. Một ngày đẹp trời mình về, mình rủ nó lên trên huyện làm việc thiện nguyện cùng với các doanh nghiệp. Nó bảo anh à, em tốt lắm rồi. Anh đừng bắt em ăn cơm nhà vác tù và hàng tộc nữa. Đấy, tức là lòng tốt mà thiếu trí tuệ thì nó không đi được xa. Giúp người bằng những bài học đạo đức là tốt nhưng nó không đi được xa. Muốn mang điều gì đó đi xa, buộc phải có tầm nhìn. Tầm nhìn chính là trí tuệ. Buộc phải có hiểu biết. Thế là thằng anh lúc này kịch bản thứ ba lại nhấn một cái nút tua về cái kịch bản thứ nhất. Chạy lên y như vậy, nhưng lúc này ràng nó khó hơn. Ngoài 20 quyển hạt giống tâm hồn thằng anh kèm kèm, mỗi một năm anh về, anh sẽ đưa mày đi hai khóa học. Anh sẽ tìm những bậc thầy nổi tiếng, anh dắt mày đi. Tiền bạc anh lo, mày chỉ có nhiệm vụ học cùng với anh thôi. Thế là từ đó trở đi, trong 10 năm hai anh em học được 20 khóa học từ các bậc thầy nổi tiếng khác nhau. Trong 20 khóa học đó đi được 5-7 khóa thiền dài ngày ở trên chùa Hồng Trung Sơn, ở chỗ bên UNESCO tổ chức, tức là những khóa học có chiều sâu về tâm thức. Đạo lý phải học có chiều sâu, lớt phớt không giải được. Muốn có sự hiểu biết không thể nào đòi qua vài quyển sách mà hiểu biết được đâu. Ngây thơ đấy. Một vài khóa học ngắn ngắn mà đòi có sự hiểu biết không có được đâu. Hiểu biết là một tiến trình rèn luyện. Thì phải có thầy, phải ra thầy. Thầy phải đủ giỏi. Nên mình đẩy nó lên đây. 10 năm 20 khóa học. Thông qua 20 khóa học, nó quen được vô số bạn tốt, vô số bạn cùng chí hướng. Nó mua được rất nhiều sách hay khác về đọc, vì ngày xưa nó chỉ biết chicken soup, mấy hạt giống tâm hồn thôi. Cùng lắm mua được thêm cái quyển cà phê cùng Tony thôi. Còn bây giờ nó biết vô số sách khác, nói về giá trị sống, nói về lý tưởng, nói về nhân cách con người theo chiều sâu. Để cái tầm hiểu biết nó mở ra, tầm nhìn nó mở ra. Thế rồi 10 năm sau, mình về quê thăm nó. Nó cũng có vợ, cũng có con, cũng báo hiếu như ai. Nhưng lúc này nó cầm đầu một nhóm doanh nghiệp ở tỉnh, chuyên đi làm thiện nguyện. Vùng sâu vùng xa nào khó khăn, nó xuất hiện thì nó lôi được hàng chục doanh nghiệp đi cùng. Nó đến tận nơi, nó khảo sát nơi nào thực sự khó khăn, nó thò tay vào nó giúp. Và nó vận động bà con cùng làm. Nó vận động, chứ nó không có cho không. Cho không thì lại quay về bài toán này. Vận động bà con cùng làm là được một chút này và được một chút này. Và từ đó nó trở thành tấm gương cho các doanh nghiệp khác noi theo. Vừa biết kiếm tiền, vừa làm thiện nghiệp tốt, mà vừa vận động các cái phong trào thiện nguyện rất tốt trong tỉnh, thậm chí đi ra ngoài tỉnh. Nơi nào có khóa học hay, nó lôi nguyên cả một cái ekip doanh nghiệp đi học. Nơi nào vùng sâu vùng xa mà thiếu con chữ, nó lôi sinh viên về đó dạy. Tức là nó bắt đầu nó biết trao giáo dục cho vùng sâu vùng xa. Nó biết trao giáo dục cho doanh nghiệp. Và từ đó nó lan tỏa cho người khác biết cách làm. Vậy cách thứ tư là cách truyền tải đạo lý cho nó. Để từ đó đạo đức và trí tuệ trong đó nó nở hoa. Và từ đó nó biết cách lan tỏa ra rộng ra mãi. Cách thứ tư là khó nhất, nhưng mà đây chính là cách giúp người hiệu quả nhất. Cách thứ ba dễ hơn một tí, nhưng mất thời gian vì vẫn phải giáo dục. Cách thứ ba thường mất từ 1 đến 3 năm. Cách này đôi khi mất 5 năm, 10 năm. Nhưng cũng có thể đôi khi chỉ mất một lần một khóa học thôi. Cái người đó họ có sức học tốt, chỉ một khóa học họ vỡ ra rồi tự động họ đi tìm cầu, tự động họ đi tìm mới các minh sư đó. Còn hai cách này là cả thế giới nó dùng. Các bạn nghiệm đi, cả thế giới nó dùng hai cách này. Rồi, hai cách này vẫn tốt nha các bạn, nhưng nó chỉ tốt hơn người không giúp ai thôi. Còn nó so với hai cách này thì không có cửa. Vậy hai cách này thì họ thấy hiệu quả ngay, thì chúng ta phải kẹp giáo dục vào. Tôi gọi là bánh mì kẹp giáo dục.
bánh mì kẹp giáo dục. Phương pháp này rất hiệu quả. Con của các bạn ở nhà nó đòi đi ăn kem, kẹp giáo dục vào như thế nào? Mình về đến nhà ăn cơm xong lúc 7 giờ tối, bật tivi lên xem, nó bảo mẹ đi ăn kem, rồi các bạn xử lý sao? Nó đòi xuống dưới mua ăn kem, thường các bạn cho nó 10.000 mua ăn kem đúng không? Chưa cao thủ, chưa kẹp được giáo dục. Kẹp giáo dục vô đây này, đây, con đọc đi. Đọc cho mẹ một trang, lát kể cho mẹ vắn tắt lại câu chuyện. Đúc kết được câu chuyện rồi mẹ đưa tiền xuống mua ăn kem. Một tích truyện tranh bên đây mấy phút? 5 phút là xong. Nó có 5 phút mà nó không chịu đọc thì cắt không cho nó ăn kem, rất đơn giản. Tôi đảm bảo 90% nó đọc. Thế là nó đọc rồi nó chạy xuống nó ăn kem. Vậy là nhờ có cây kem là bánh mì mà các bạn kẹp được thói quen đọc sách cho con mình. Đọc sách gì? Đọc sách nhân quả và đọc sách vĩ nhân number one. Nên đây là bánh mì kẹp giáo dục nhưng hiệu quả lắm đấy. Tôi áp dụng cho con tôi suốt rất hiệu quả. Còn các bạn để ý này, bánh mì kẹp giáo dục, trong giáo dục nó có 3 yếu tố: đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Các bạn kẹp nghị lực vô kiểu gì? Tôi kẹp nghị lực cho con tôi suốt cả 3 đứa. Nó đòi ăn kem, tôi bảo hít đất 20 cái thì bố cho 10.000 xuống ăn kem. Thế thôi. 3 đứa nó xoay ra, nó hít phăm phăm, thậm chí nó hít gấp đôi thì nó đòi 20.000. Vô tư, thấy chưa? Các bạn thấy bánh mì kẹp giáo dục hay lắm đấy. Áp dụng mọi lúc mọi nơi được, nhưng các bạn phải có phương tiện. Tranh nhân quả vĩ nhân là một phương tiện rất đơn giản vì nó đủ độ mỏng để nó cầm, nó không có ngán. Đủ độ hấp dẫn vì bên trong nó là màu. Đủ độ đơn giản vì kết thúc một trang là xong một câu chuyện. Gì nữa? Hít đất đơn giản không? Con gái mà nó chưa quen hít đất thì cho nó thụt dấu. Có một lần tôi dắt một cái đoàn đi khu BCR ở quận 9 ấy. BCR ở quận 9 ấy. Thì kỳ đó là khoảng 200 bé đi cắm trại 3 ngày 2 đêm ở đấy. Cái giờ ăn trưa là 11 giờ rưỡi, ăn xong lúc 12 giờ. Kêu tụi nó đi ngủ trưa, chả đứa nào đi ngủ cả. Nó cứ nghịch ở trong sân. Thì ở ngay trong sân đó có một cái xe bán kem. Đứa nào cũng thèm hết mà bị mình tịch thu hết tiền nên nó không có tiền. Không có điện thoại mình tịch thu hết. Thế là nó xoay sang nó xin thầy. Nó bảo thầy ơi thầy, thầy cho con 5.000 mua kem. Tôi ngồi bên cạnh cái ông thầy, đoàn của tôi có 5 người đi thôi. Thầy trọng, rút, thương tụi nó quá, rút cho nó 5.000. Các bạn biết hiện tượng gì xảy ra không? Đứa này nó vừa được 5.000 nó ăn, một chục đứa nó bu lại nó xin. Tôi bảo xong phim cuộc đời của thầy rồi. Tôi nói với thầy, thầy ơi, thầy xử lý như thế này thì được này. 50 cái thụt dầu thì được 5.000, thì được một cây kem. Đứng lên ngồi xuống 50 lần thì được một cây kem. Đứa kia nó ngập ngừng một cái, xong thấy thằng bạn đang ăn kem sướng quá, nó đứng lên ngồi xuống 50 lần đổi cây kem. Đứa thứ hai đứng lên ngồi xuống 50 lần đổi cây kem, một lúc sau hết luôn 50.000. Tôi bảo thầy, dừng lại, tăng lên 70 cái. Các bạn biết không, khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, cái đứa cuối cùng muốn được ăn kem là 200 cái thụt dầu, mà vẫn phăm phăm. Con nít nó khỏe hơn mình tưởng. Rèn nghị lực đấy, gọi là bánh mì kẹp nghị lực. Những bà mẹ nào không quen rèn nghị lực cho con không hiểu được vấn đề này đâu. Không hiểu đâu. Đứa con hư là do mình rèn nghị lực hay đứa con hư là do nuông chiều đứa nào nhiều? Đứa nào hư nhiều, nuông chiều lại gây ra hư nhiều hơn. Còn chính ra rèn kỷ luật lại trưởng thành hơn. Đó. Những bạn nào mà nghe đoạn đó mà lắc đầu là bạn nó chưa học bài dạy con bản lĩnh như đại bản. Chưa học cái bài đó. Mà các bạn mới học cái bài là dạy con bản lĩnh như gà công nghiệp thôi. Thì cứ việc bảo bọc con ấy, con gà công nghiệp nó rất hạnh phúc trong cái chuồng của nó. Được ba mẹ bảo bọc rất kỹ, được tắm ngày 3 bữa, được cho ăn tận miệng và hạnh phúc nhất. Đích đến cuối cùng của con gà công nghiệp là một ngày đẹp trời bị luộc và đưa lên bàn thờ, gọi là đích đến của con gà công nghiệp. Nghiệm xem có đúng không? Nên cuộc đời của nó vô vị. Ông Benjamin Franklin, ông ta nói một câu là có những đứa trẻ
sinh ra và lớn lên đến năm 30 tuổi, nhưng 70 mới đem chôn. Đấy là cái hiện tượng gà công nghiệp đấy. Tức là cuộc đời của nó rất vô vị 40 năm sau. 30 năm đầu nó sống theo ba mẹ, rồi nó cũng có nỗ lực đi làm một tí, rồi đến năm 30 tuổi nó dừng luôn, nó cứ như bèo dạt mây trôi suốt cuộc đời, sáng cắp ô đi, tối cắp ô về, và nó chả hiểu cuộc đời nó đi về đâu. Rồi 70 mới đem chôn, lượng nó đông vô cùng. Xã hội bây giờ lượng nó đông lắm. Các bạn mà đi làm mà phải nhìn đồng hồ là lượng đấy đấy. Đi làm mà không nhìn đồng hồ là thành công, còn đi làm còn phải nhìn đồng hồ là chán việc. 5 giờ bắt đầu nhìn, 4 giờ chưa ta, là các bạn chán việc đấy. Thế giới nó thống kê 90% người đi làm là chán việc. 90% nhé. Chán ít chán nhiều thôi. Còn những người yêu nghề nó thống kê có 10% thôi. Ít lắm, không dễ như các bạn nghĩ đâu. Rồi mình đi tiếp nha. Vậy chốt lại này, tiền, nghề, du lịch hay quà chỉ là phương tiện mà thôi. Tiền, nghề, du lịch hay quà, đi du lịch cũng là một dạng tiền bạc bỏ ra thôi. Thì nó là một phương tiện, phương tiện phải kèm theo giáo dục. Giáo dục gì? Giáo dục đạo đức hoặc đạo lý. Đạo đức là nghiêng về tâm thiện, đạo lý là có luôn cả trí tuệ trong đó. Đạo đức cộng với trí tuệ thì sinh ra đạo lý. Thông qua giáo dục, nhân quả, đọc sách, làm thiện nguyện, lớp học hay, đi khóa thiền, vân vân. Ví dụ bây giờ các bạn về, thằng em nó xin anh mua cho em chiếc iPhone. Chiếc iPhone có 10 triệu thôi. Các bạn bảo đi thiền 10 ngày thì có iPhone. Được không? 10 ngày đổi 10 triệu và nó không đi, tức là 30 ngày đổi 30 triệu và nó không đi thì cắt. Trời ơi, lương 30 triệu một tháng mà nó chê thì loạn thật, đúng không? Đấy. Thế là phải lùa nó đi một khóa 10 ngày. Nó đi về rồi nó không xin iPhone nữa. Đấy, đời rất tươi. Vì nó tự xấu hổ rồi, nó tự nhận ra rồi, không xin iPhone nữa. Đi một khóa thiền về, rất hay. Rồi bây giờ nó xin mình 2 triệu, các bạn bảo sao? Đi học nghiêm túc khóa chánh kiến 2 ngày, ghi chép lại cẩn thận, báo cáo cho anh. Anh thấy mày học nghiêm túc, anh cho mày 2 triệu. Dễ không? Nó xin 1 triệu, lên chùa giác ngộ có khóa tu chủ thứ 7 chủ nhật, lên làm công quả 1 ngày về cho anh, từ sáng đến tối về báo cáo cho anh cho mày 1 triệu. Bắt nó làm thiện nguyện, tức là mình vẫn cho nó bánh mì, mình không có không cho, nhưng mình phải kẹp giáo dục vào. Đây là cái cách rất đơn giản, người lớn hay con nít đều làm được. Người lớn các bạn có bị chính sách lương thưởng ràng buộc không? Cây gậy và củ cà rốt đây, tăng thưởng thế bắt mình làm thêm việc gì nữa. Tăng lương thì giao thêm trách nhiệm, y chang khác gì đứa con nít đâu. Như vậy đây có phải là trách nhiệm của nó phải phát triển bản thân này, thì mình tăng lương cho nó này. Đây là chính là cây gậy và củ cà rốt gì nữa. Nó cắt mất củ cà rốt đi thì nó không còn gì nó ăn nữa. Đấy, rất đơn giản. Chính sách này các bạn áp dụng khắp nơi mà. Nhưng chúng ta nhìn nó tinh đi một tí, tinh ý một tí nhá. Rồi.